mẫu loa điều khiển từ xa nhé, mẫu loa AT100 đấy, phiên bản cao cấp pin 4000mAh nhé, phiên bản cũ nhưng mà nó là pin bản cải tiến của con Q92 nên là pin của nó là pin 4000 đấy, được các bác tin dùng và sử dụng mua khá là nhiều trong thời gian vừa qua. Thì khi các bác nào mà đang quan tâm và muốn mua loa về bẫy chim nhá, bẫy chim hedgehog, bẫy cua gáy, bẫy cuốc, bẫy gà rừng thì nhanh tay liên hệ trực tiếp em xuống góc trái màn hình video nhá. Bên em nhận ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bác sẽ quyền được kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, có thể tán tiền với em. Và các bác mua hàng bên em các bác không cần phải cọc cạch gì hết nhé các bác. Mua đúng mẫu loa AT100 này các bác nhận hàng đúng mẫu loa AT100 của em nhá. Không cần cọc cạch gì hết, nhận hàng bác test thử thoải mái cho em. Đúng hàng, đúng sản phẩm, đúng chất lượng như em trên quảng cáo trên video như này. Các bác thanh toán tiền giúp em. Và một bộ loa đầy đủ phụ kiện đi kèm nó sẽ bao gồm những gì? Sẽ bao gồm bác một túi loa ngụy trang màu dần gì nhé. Một cái dây sạc dành cho loa, một chiếc dây điều khiển này và một chiếc điều khiển chạy bằng pin Nokia. Và đây là loa hàng phiên bản Samsung AT100, hàng của công ty Samsung nhé. Nó cũng hàng công ty Samsung AT108, AT100, rồi hàng Q92, Q93, 898 nhé. Đấy, nó hàng công ty Samsung, nhưng mà đây là phiên bản pin 4000mAh các nhé. Sạc bác sạc từ 6-8 giờ dùng một lần từ 15 đến 17 giờ đồng hồ liên tục với em. Và trên đỉnh này là dòng loa 3 nút nhé. Nhắc lại, 3 nút trên đỉnh này, 3 nút to. Một nút mở nguồn các nhé, mở nguồn đồng thời tắt nguồn. Một nút check và một nút bát và 5 nút nhỏ đây. Mẫu này cũng sẽ có cắm thẻ nhớ, cắm cục sạc, cắm USB trên đỉnh này các nhé. Sạc và sạc 9V. Màn hình hiển thị đây các nhé. Màn hình thị sẽ hiện số bài trên thẻ trong thẻ nhớ nhé. Và các bác khi chuyển bài các bác để ý phần bài này nhé. Đấy, cứ đúng mẫu loa AT100 màu đen như thế này nhé thì bác nhận hàng giúp em. Đúng mẫu loa AT100 vỏ bằng nhôm như này, nhận hàng giúp em nhé. Giá con này tại thời điểm này nhé, em đang gửi đến tay các bác là 800.000 đồng, bao ship tặng kèm thẻ nhớ tiếng chim các bác nhé. 800.000 đồng các bác nhé. Đấy, một mức giá là 800.000 đồng, bao ship tặng kèm thẻ nhớ tiếng chim, tải miễn phí theo yêu cầu các bác nhé. Tải miễn phí theo yêu cầu các bác nhé. Bây giờ em sẽ test thử loa cho bác, cắm thẻ nhớ vào nhá. Bấm vào đây nhỏ cạnh lúc đây cho em này. Đấy, bấm vào đây cho em nhá. Là loa bắt đầu kêu rồi nha con nhá. Là bắt đầu kêu rồi. Đấy, mẫu này nhá. Và điều khiển này, các bác dùng pin Nokia, các bác sạc pin vào cho em nhá. Chuyển bài tới, chuyển bài lui, tạm dừng đều ở phần loa này không nhá. Tạm dừng đều được. Đấy. Đấy, loa AT100 các bác nhá. Đấy, phiên bản có Bluetooth này các bác nhìn thấy đây. Tiếng con này thì cực trong, cực ấm, cực êm nhé. Đấy, con này giá công khai cho bác 800.000 đồng, miễn phí giao hàng tại nhà, tặng kèm thẻ nhớ tiếng chim. Bác nào mà đang quan tâm về mẫu loa bẫy chim AT100 hay các mẫu loa khác nhé, đấy, hay là những cái phụ kiện đi rừng, phụ kiện săn bẫy, liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ đăng tải cái video trên kênh. Một lần nữa xin được chào các bác. Các bác theo dõi video đừng quên cho em xin một lượt like, một đăng ký kênh để ủng hộ bên cơ sở bên em nhé. Xin chào các bác.